Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh khó hút vốn tư nhân vào hạ tầng? Đây chính là tiêu điểm trong bản tin Chủ động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Thưa quý khán giả, hiện nay hầu hết hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh đều quá tải, trong khi nguồn vốn đầu tư chỉnh trang mở rộng từ ngân sách hạn hẹp. Do vậy, chỉ trông cậy vào nguồn vốn tư nhân thông qua hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. Thế nhưng, dù luật PPP đã có, với Thành phố Hồ Chí Minh có thêm lợi thế từ nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng số lượng dự án thành công qua hình thức PPP rất thấp. Nguyên nhân do luật PPP còn nhiều nút thắt nên những nhà đầu tư có tiềm năng chưa muốn tham gia. Thưa quý khán giả, theo luật sư Ngô Thanh Tùng, trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, luật PPP đang đối mặt với nhiều thách thức với các nước đang phát triển như Việt Nam. Bởi thể chế khung pháp lý của thị trường tài chính còn hạn chế, nên đã nảy sinh nhiều vấn đề mà nhà đầu tư không muốn vướng vào. Luật sư Tùng chỉ ra những thách thức. Thứ nhất, thiếu khung pháp lý nên không nhất quán khi xác định vai trò, trách nhiệm và quyền của các đối tác công tư, tức nhà nước và tư nhân tham gia dự án. Thứ hai, không rõ ràng các thủ tục, tiêu chí và cơ chế lựa chọn, thẩm định, phê duyệt, mua sắm, quản lý hợp đồng, giám sát và đánh giá dự án. Thứ ba, nguồn nhân lực của khu vực công còn hạn chế trong thiết kế, đàm phán, thực hiện và giám sát các dự án PPP. Thứ tư, việc quản lý rủi ro tài chính và các trách nhiệm pháp lý còn tiềm ẩn liên quan đến hợp đồng PPP. Thứ năm, thị trường tài chính kém phát triển, làm đội chi phí vốn cho các dự án PPP, đặc biệt là đồng nội tệ và ngoại tệ. Đi sâu hơn vào luật PPP, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đăng Huệ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ Tư pháp, trọng tài viên VIAC, đưa ra minh chứng số liệu các dự án đầu tư PPP sau ngày luật PPP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đó là các dự án không những không tăng mà còn giảm đi một cách đáng kể. Từ thực tế này, ông Huệ cho rằng chúng ta phải suy ngẫm một cách nghiêm túc để tìm ra lý do của nó, bởi có sự bất tương xứng giữa các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đầu tư PPP với sự nghèo nàn đơn giản của luật PPP. Đó là các văn bản hướng dẫn thi hành luật PPP còn nhiều quy định không cụ thể rõ ràng, đã và đang gây ra những không ít khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình ký kết cũng như thực hiện hợp đồng dự án. Chính vì một số quy định trong pháp luật PPP không đảm bảo sự bình đẳng giữa các bên đã gây bất lợi cho nhà đầu tư tham gia. Đáng chú ý có tình trạng cơ quan ký hợp đồng lạm dụng vị thế quyền lực của mình để ép doanh nghiệp dự án chấp nhận yêu sách, kể cả những yêu sách không đúng quy định của pháp luật. Để có thể minh chứng cho những gì luật sư Tùng và tiến sĩ Huệ nêu, có thể thấy nhiều năm qua hạ tầng giao thông, các cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải, thậm chí không phải giờ cao điểm. Điều này đã cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Không chỉ ùn tắc giao thông trong các ngày thường, những ngày lễ như 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tình trạng kẹt tại các cửa ngõ ra vào thành phố trầm trọng hơn rất nhiều. Đơn cử là trục đường Cộng Hòa - Trường Chinh nối cửa ngõ Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 22 đi Tây Ninh để đến Campuchia và mở ra các nước khu vực Đông Nam Á. Từ nhiều năm qua, con đường này trở nên nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi phải đi qua, nhất là vào giờ cao điểm. Chính vì những hạn chế về giao thông nên nhiều dự án tại khu đô thị Tây Bắc, mặc dù được thành phố kêu gọi từ nhiều năm qua, nhưng không được các nhà đầu tư mặn mà dẫn đến sự lãng phí đất đai do quy hoạch bị treo. Không chỉ cửa ngõ Tây Bắc bị ùn ứ vào giờ cao điểm, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, hầu hết các cửa ngõ còn lại như quốc lộ 13, cửa ngõ phía đông, đường Võ Nguyên Giáp, trục đường Nguyễn Văn Linh nằm ở phía nam, nối với quốc lộ 1A cũng đều chung tình trạng trên. Hay như tại nút giao thông An Sương trước kia là điểm đen về kẹt xe, nhưng từ khi dự án 3 tầng gồm cầu vượt, đường bộ, hầm chui được đưa vào sử dụng, tình trạng ùn ứ giảm đáng kể nhưng vẫn chưa triệt để. Thật ra, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã thấy được những bất cập về hạ tầng của một đô thị đang phát triển nhanh. Những năm qua đã đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông, nhưng tình trạng giao thông trên toàn tuyến vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nguyên nhân chính là đầu tư vào hạ tầng nói chung và các cửa ngõ nói riêng đang thiếu vốn. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Quang Lâm cho biết, đầu tư vào hạ tầng nói chung và các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã được lãnh đạo nhiều nhiệm kỳ quan tâm.
nhưng vẫn chưa giải quyết căn cơ bài toán giao thông cho toàn thành phố. Chính vì thế, khi chọn đầu tư các dự án, thành phố Hồ Chí Minh phải đặt các dự án trong bối cảnh giải quyết được nhiều vấn đề mà thành phố đặt ra, đặc biệt là phải mang tính khả thi về nguồn vốn. Thí dụ như tính chất và vai trò của các tuyến đường, phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, đánh giá sơ bộ về tính khả thi và phương án tài chính của dự án, khả năng huy động vốn đầu tư từ các nhà đầu tư vào dự án, khả năng cân đối vốn ngân sách tham gia dự án. Ông Lâm cũng cho rằng sở dĩ nhiều dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn trong thời gian qua chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa đúng mức là do thiếu hụt nguồn vốn từ ngân sách, trong khi đó huy động vốn bằng hình thức PPP nhiều nhà đầu tư chưa mặn mà. Vậy, Nghị quyết 98 có giúp cho thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực xã hội thuận lợi hơn chăng? Bởi theo nhiều chuyên gia, lợi thế để thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông là vận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội. Vì Nghị quyết 98 cho phép thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, giúp tạo thêm nguồn động lực cho dự án. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98, đối với thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 98 giải quyết được hai nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất, mở rộng cơ chế phân cấp phân quyền về quản lý nhà nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thứ hai, tạo cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực, trong đó có nguồn lực về tư nhân cho đầu tư phát triển để thành phố Hồ Chí Minh khai thác được tất cả lợi thế của mình. Cụ thể, theo luật đầu tư theo phương thức PPP, tư nhân chỉ tham gia vào 5 nhóm lĩnh vực, riêng 2 nhóm lĩnh vực rất quan trọng là văn hóa và thể thao thì chưa cho phép. Nghị quyết 98 cũng cho phép áp dụng loại hình BOT, tức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao đối với các dự án nâng cấp công trình đường bộ hiện hữu, hay cho phép áp dụng loại hình BT, tức hợp đồng xây dựng chuyển giao được thanh toán bằng ngân sách nhà nước. Một vấn đề quan trọng nữa trong phát triển giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 98 còn cho phép thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hình thức kết nối giao thông với khu đô thị dân cư, còn gọi là giao thông công cộng TOD. Cụ thể là cho thành phố Hồ Chí Minh thẩm quyền thu hồi đất, chỉnh trang phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật ở các hệ thống đường sắt đô thị và các đường cao tốc như đường vành đai 3, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành. Thế nhưng tiến sĩ Trần Du Lịch cũng cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ tận dụng được một số điểm trên Nghị quyết 98. Bởi vấn đề còn lại là quy trình thủ tục như điều chỉnh quy hoạch, đền bù giải tỏa vẫn chưa thể rút ngắn được nên chưa kích thích được đầu tư PPP. Theo luật sư Ngô Thanh Tùng, để PPP hấp dẫn khối tư nhân, phía cơ quan nhà nước cần thể hiện rõ ý chí và tầm nhìn rõ ràng, nhất quán mới thúc đẩy PPP như một lựa chọn chiến lược để phát triển cơ sở hạ tầng. Đó chính là cung cấp một môi trường chính sách ổn định để nhà đầu tư có thể dự đoán được PPP, thiết lập và thực hiện một khung pháp lý có quy định toàn diện và chặt chẽ, cơ sở rõ ràng và nhất quán cho PPP. Luật sư Nimalan Amit Hanesan, công ty luật Mori Hamada Matsumoto cho rằng các vấn đề về cơ chế chia sẻ rủi ro nói riêng và các quy định khác nói chung trong dự án PPP cần chuẩn hóa bằng cách đưa vào hợp đồng. Ở một số quốc gia trên thế giới, các quy định này thậm chí còn được đưa vào hợp đồng mẫu và quy định chi tiết. Luật sư Nimalan Amit Hanesan nói thêm, để cân bằng lợi ích nhà nước và nhà đầu tư, cần có những cam kết trong hợp đồng và cùng chịu trách nhiệm trong việc quản lý hợp đồng. Các nhà đầu tư cũng nhận định rằng cần có cơ chế điều chỉnh trong hợp đồng PPP, đặc biệt là trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách, rủi ro chính trị để nhà đầu tư có sự tin tưởng và thuận lợi hơn trong việc đàm phán. Điều này tạo tiền đề cho sự tin tưởng và công bằng giữa các bên tham gia hợp đồng, đặc biệt là vai trò của khối tư nhân trong dự án PPP. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đăng Huệ cho biết sắp tới đây chính phủ sẽ tổng kết 3 năm thi hành luật PPP. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên mà chính phủ phải làm đối với bất cứ đạo luật nào. Tuy nhiên, đối với luật PPP thì việc làm này của chính phủ lại càng có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay, khi mà hình như mục đích ban hành luật này trên thực tế đã không mấy thành công. Được biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hoàn thiện khung thể chế và đang đưa ra rất nhiều dự án để kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP. Mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh là cố gắng trong năm 2024 hình thành xong những dự án có cơ sở pháp lý tốt, đầy đủ và có thể tiếp tục thu hút nhà đầu tư bỏ vốn vào giai đoạn những năm tiếp theo. Với nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.